Bản tin chiều 11 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 27 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách. 30 ca mắc mới gồm 3 ca nhập cảnh cách ly ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, 27 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh 20 ca, Bắc Giang 2 ca, Hà Nội 2 ca, Thái Bình 2 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca, đều là ca mới được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách. Thông tin các ca mắc mới như sau: 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm bệnh nhân 3518, bệnh nhân nam, 31 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 9 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 3519, bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngày 1 tháng 5, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 10 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 3520, bệnh nhân nữ, 43 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngày 9 tháng 5, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 10 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân 3518 đến 3520 đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 27 ca ghi nhận trong nước gồm tại Bắc Giang 2 ca, bệnh nhân 3508, bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ đã được cách ly. Bệnh nhân 3510, bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ đã được cách ly. Hiện bệnh nhân 3508 và 3510 đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Bắc Giang. Tại Hà Nội 2 ca, bệnh nhân 3509, bệnh nhân nữ, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ đã được cách ly. Bệnh nhân 3511, bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5, bệnh nhân 3509 và 3511 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 20 bệnh nhân từ bệnh nhân 3512 đến 3517, bệnh nhân 3521 đến bệnh nhân 3534 ghi nhận tại Bắc Ninh là các F1 liên quan đến ổ dịch cũ đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân 3535 ghi nhận tại Thừa Thiên Huế, bệnh nhân nam, 52 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3268. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2. Tại Thái Bình 2 ca, bệnh nhân 3536, bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là F1 của bệnh nhân 3042 và 3044. Bệnh nhân 3537, bệnh nhân nam, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là F1 của bệnh nhân 3042 và 3044. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Số người cách ly 67.877, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 1.018, cách ly tập trung tại cơ sở khác 27.641, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 39.218. Tình hình điều trị: số ca điều trị khỏi 2.618 ca, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 25, lần 2 17, lần 3 25, số ca tử vong 35. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong và ngoài nước trong các bản tin sau.